Tiếp tục chào đón quý vị đến với clip thứ hai. Vừa rồi em đã giới thiệu đến quý vị một lô Mazan. Thì giờ đây em giới thiệu qua để đọc nhanh cho quý vị, xong đó đến giới thiệu tiếp clip cuối cùng. Về Mazan này thì có 4 con giống hệt nhau, chạy cả đĩa CD, MD. Mã 6200, giá 7.9 triệu. Mã 6000, giá 8.2 triệu. Tại sao lại 7.9 triệu với 8.2 triệu mà giống nhau như này? Con 7.9 triệu thì nó chỉ có một cổng cấp tín hiệu quang hoặc giải mã từ ngoài vào, nhưng con 6000 này thì nó lại có hai cổng cấp tín hiệu vào, có nghĩa là có một cổng đồng trục và một cổng giải mã quang cấp tín hiệu vào cho nó, nên nó sẽ cao hơn con kia mất 300.000. còn con nào có khiển được chưa đấy. Dưới cùng là hai con giải mã tiếp theo, đó là con giải mã tép cam mã 900LS, giá 3.9 triệu. Tại sao giải mã này không cần mồi? Vì đĩa CD này nó đọc kém, coi như bỏ CD không tính. Bác nào mua đầu giải mã con này, nó mà CD nó chạy được nó phải 5-7 triệu, 5 đến 7 triệu trở lên. Nhưng mà CD đọc kém bỏ, giá 3.9 triệu để dùng làm giải mã từ TV internet xuống. Đấy. Con dưới này, con Pioneer D7 cũng vậy. CD đọc kém hủy. Con này được giải mã cũng không cần mồi. Coi như bác nào lấy về làm giải mã, giá 3.9 triệu. Được chưa? Hai con. Tiếp theo nữa là con Onkyo, Pao Onkyo. Này, Pao Onkyo đèn rất đẹp. Giá 5.5 triệu, giới thiệu rồi. Con Yamaha, dòng Yamaha chuyên đánh cho loa Anh, giá 4.8 triệu, model CR400. Xuống tiếp theo đó là hai con âm ly, hai con đẩy Pao Cover, hai con Pao Cover 465W một kênh, Cover model 2.0T, giá 11.8 triệu một con. Dòng này chuyên trị loa bốt, nó gọi là thuốc độc trị cho loa bốt, các loại loa bốt. Phía dưới cùng nữa là con Pao của Mazan. Con này thì hàng khủng rồi. Pao Mazan với hai đèn vu to vật vã, hàng khủng. Con này chạy Class A nhé, các bác nhớ nhé, Class A đánh càng đánh lâu càng hay, càng mềm tiếng. Con này là con Mazan, con Ali Mazan. Đây, Mazan chạy Class A luôn này. Mazan này SM6, giá 14.8 triệu. Con này mật vàng chanh, rất là đẹp. Đấy, đó là giới thiệu sơ qua nhanh. Quay sang đến bên này. Em ơi, chuyển cổng giúp anh, cắm đây cho nó sáng bên này cho thích. Đây, đi ra này, nó có tưới không? Đấy, cho dây đây tưới để cho khách hàng các bác nhìn cho nó thích. Bắt đầu tiếp tục giới thiệu đến quý vị, đó là con âm ly Pioneer CD4. Pioneer CD4 thì cách đây khoảng độ 2 tuần em đã có một con rồi, giới thiệu quý vị rồi. Còn đây, tiếp tục con âm ly Pioneer CD4, các bác nhớ nhá. Con này nó cấp tín hiệu vào cổng hai cổng đây, quý vị vào nhớ cổng nhà này, cấp tín hiệu vào đây này, được chưa? Quý vị để chế độ thu này, cấp tín hiệu vào tab monitor phía sau nhé, quý vị nhớ cổng này cho em. Đấy, con này là con Pioneer CD4, đèn rất là đẹp, cắm vào chưa? Đấy, được chưa? Đây, ban ngày ngoài trời nó còn đẹp như thế này thì các bác biết đấy, được chưa? Ngoài trời, ngoài sân, ngoài cổng nữa, ánh sáng nó còn như thế này. Đấy, đây em tắt này, hết chưa? Đấy, rất là đẹp, được chưa? Giá 6.8 triệu một chiếc. Con này nếu em quay trong nhà thì nó đẹp lung linh cho các bác luôn. Ở đây là ra ngoài, người ngoài trời, ngoài trời nên là nó có cái sáng xanh này nó không nổi rõ hẳn. Đấy là gặp với con Pioneer. Con này chạy 4 kênh nhé quý vị này, nhìn đây, đây hai kênh này, hai kênh này, chưa, chạy trong 4 kênh này. Đấy, 4 kênh này, hai này, S 4 kênh này, được chưa? Đấy, đấy. Ok. Tiếp theo xuống đến với lại con âm ly Onkyo. Dòng này thì các bác có thể, riêng Onkyo thì đánh được rất nhiều dòng loa Canada, loa Canada rất là nhiều. Và đặc biệt là con này là con Onkyo dòng 5 chấm. Đây, Onkyo nó có cả cổng HDMI luôn. Đây, nút nguồn bật này. Đấy, dòng 5 chấm, được chưa? Đấy, các bác nhìn nhé, mọi em, được chưa? Dòng này, volume, báo hết thông số luôn. Nó do đấy, các bác nhìn này, nó do ngoài trời, nó ánh sáng nó sáng quá, nó phản. Đấy, con này cổng vào rất là nhiều, cổng ăn chơi nhiều, có cả cổng quang giải mã luôn. Các bác có thích chơi nào chơi thoải mái luôn, đây, đây em phải che và nhìn nó nổi luôn, đấy em tắt đây. Bật, bắt đầu đóng, được chưa? Con này có giá là 4.8 triệu.
con này quý vị cấy thoải mái. Đây, về phía sau con Amelia Pioneer này thì các bác nhìn rồi, gỗ rất là đẹp, các cổng ăn chơi vào thoải mái, được chưa? Còn về xuống đây, xuống dưới con Onkyo này, Onkyo các bác nhìn này, ôi con Onkyo này 450W, được chưa? 450W, con này các bác có thể cấy loa thoải mái đi, rất là nhiều phone rear rồi sub ground, chưa? Ngoài ra thì có thể cấp tín hiệu đây HDMI, đường dây âm thanh HDMI cũng có này, đường AV cũng có này, cổng quang optical này, quý vị có thể cắm cổng quang từ TV internet thẳng vào đây luôn để chuyển chế độ âm thanh về optical, cổng quang giải mã tốt nhất đây, digital đây, vào đây, được chưa? Có hết. Mà báo cáo quý vị là nói luôn là quý vị dùng nó làm âm ly cũng được, mà không thì dùng con này làm giải mã cũng được cho nó nhanh. Các bác chả cần làm âm ly, bác mua con này giải mã có hơn 4 triệu nó còn rẻ ngang đầu giải mã kia, thế cho nhanh. Đây, cấp tín hiệu vào đây, giải mã tín hiệu quýt ra đây, hoặc là đây có đường quýt, các bác nhìn đây, đường quýt ra đây thế cho nó nhanh, hoặc là quýt ra âm thanh đây, nó có đường quýt đây. Nó nói chung là cái này nó rất là nhiều, kể cả làm âm ly và làm giải mã luôn cho nó nhanh. Thế giá 4,8 triệu. Còn đây em quay luôn về phía dưới con Mazan này cũng rất là đẹp luôn, tất cả Onkyo này, và các quý vị là hàng toàn hàng đẹp lung linh thôi. Đẹp như thế này thì không thể nào đẹp hơn được nữa. Đấy các bác nhìn đi, đẹp như thế này thì đẹp nào nữa, được chưa? Thế em quay luôn phía phía sau, tất cả hàng phía sau còn rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Cái con Mazan 2216 này rất là đẹp. Đấy thì vừa giới thiệu rồi. Con trên này thì vỏ gỗ rất đẹp rồi, giá 6,8 triệu. Con này chạy 4 kênh. Con thứ hai là con đầu âm ly Onkyo. Đây, cổng trước có luôn, cổng giải mã. Con này cắm cả giải mã phía trước luôn này. Digital, nhìn chưa? Đây, có cả cổng giải mã phía trước luôn, chứ không phải phía sau. Đây, phía trước này, thoải mái ăn chơi phía trước. Được chưa? Đấy. Con này giá 4,8 triệu. Con này về các bác vừa làm giải mã, vừa làm âm ly, các bác thích làm cái gì thì làm, cắm loa tẹt ga 5-6 đôi loa thoải mái. Cắm 5-6 đôi loa thoải mái đi, ăn chơi thoải mái ăn chơi. Giá 4,8 triệu. Mời các bác xuống đến con tiếp theo, đó là con Mazan. Đấy, này, các bác nhìn này, em tắt này, em quay nhiều lúc ngoài trời sáng đấy, các bác thông cảm ngoài trời sáng đấy. Được chưa? Quý vị nhớ nhá, Mazan model 2216 đời chữ ký đấy, đây này, được kia, rồi receiver, dòng này là dòng cổ, Mazan cổ, quý vị ạ, dòng này đánh các loại loa gỗ nghe mộc phì phê luôn, đây, còn Mazan đây, bác nào đang tìm đây, bác nhớ nhé, Mazan model 2216, được chưa? Còn quá là đẹp luôn, giá 7,9 triệu. Mazan dòng đời receiver đấy, loa cổ đấy, 108 luôn. Em quay cho quý vị ở ngoài trời nên em phải quay chậm lên cho quý vị nhìn, không có vòng vo gì cả, không giới thiệu, đi vào đề luôn cho nó nhanh. Đấy, con này là con Mazan, được chưa? Này, đấy, đây, sóng. Con Mazan này là model 2216, có giá 7,9 triệu. Các cổng ăn chơi đấy, Hono 1, 2, 3, 4, 5, có 5 cổng vào, 5 cổng vào luôn. Cân loa đây, ba lăng cân loa, bát tép. Con này có 2 cầu loa, được chưa? Mazan như này thì quá đẹp rồi, không nói nữa. 7,9 triệu. Tiếp tục xuống phía dưới là con âm ly Onkyo, em đã cho quý vị xem phía sau rồi, quá đẹp rồi. Con này là con Onkyo, có giá là 4,8 triệu. Onkyo Intera A815RX, Intera A815RX. Con này tại sao em lại lấy nhiều loa Onkyo? Bởi vì âm ly Onkyo, em bán loa châu Âu rất là nhiều, mà riêng dòng Onkyo này nó đánh loa Canada thì phê rồi, mê rồi. Nhưng các bạn nào cần ghép thì báo em nhé, cần ghép báo em. Nó đánh loa Paradigm hoặc một số dòng loa Canada, Onkyo đánh hay lắm. Và em còn có được nghe một bác giới thiệu là Onkyo đánh được cả JBL. Em chưa thử, hôm nào em thử, bác thử xem nhé. Onkyo đánh được cả JBL, em chưa thử, hôm nào có dỗi, có thời gian em thử. Bác ấy bảo đánh JBL cũng hay lắm, em chưa thử, hôm nào em thử này. Đấy, 4,8 triệu. Xuống phía dưới tiếp tục nữa, với mức giá 4,8 triệu tiếp theo
đó là con âm ly Sansui AUD607 Gencha với mức giá 4,8 triệu. Vỏ hai hồi, má gỗ hết, má gỗ hết ạ, má gỗ được chưa em, nó má gỗ hết. Con này là con Sansui AUD607 Gencha được chưa các bác, mức giá 4,8 triệu đấy, 4,8 triệu. Tôi cho mặt quay lại tất đi, không phải quay lưng. Ờ thì một con quay lưng được, một con ở giữa quay lưng thôi, còn quay lưng lắm làm gì. Đó. Chỉ cần một con nó như nhau hết, bỏ ra cho anh. Đấy, cho nút con này lại đây là xong. Con lưng để anh cho. Đấy, mời các bác tiếp theo đến đây. Tai nòi đã về cả đàn. Bác nào nhanh tay thì em báo cho các bác gạch ngay. Nhấc cái cần ra cho anh phát. Đấy, đây. Tai nòi về cả đàn rồi các bác. Được chưa? Tai nòi đã về cả đàn. Úi phở ơi. Cứ bình tĩnh, mấy chốt. Chưa? Tai nòi đánh để sát vào một tí cho đẹp. Đây, một con ở giữa em để quay lưng lại cho các bác nhìn thông số thôi. Còn các bạn rồi, ok. Tai nòi em nó về cả đàn rồi các bác ạ. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ. Ôi chà chà. Phê lòi luôn. Tai nòi tất cả đều có thùng xốp. Trong này có hai đôi có thùng xốp và một đôi không có thùng xốp. Chút nữa em sẽ báo giá, có clip giới thiệu cho quý vị luôn sau. Chưa? Hẹn gặp lại quý vị vào clip sau.